Con xin đảnh lễ sư, con chuyển tu sang Phật giáo Nguyên Thủy. Vậy con nên làm gì với những quyển kinh bên Phật giáo Phát Triển đang có ở nhà? Sư phải nói với quý vị á, là đầu tiên ha, là sư phải có một cái ta gọi là cái gì? Disclaimer trước ha. Disclaimer tức là sư không có vấn đề gì thù oán với ai, và cũng như là không có cái sự thương ghét cá nhân nào. Cho nên á, là chúng ta đầu tiên là chúng ta tránh cái tư duy á, là cứ mặc nhiên là Phật giáo Nguyên Thủy là tất cả những cái gì gắn mác Phật giáo Nguyên Thủy đều là chánh kiến, mà tất cả những gì gắn mác Phật giáo Phát Triển đều là tà kiến. Chúng ta tránh cái thói quen đó, nó không có tốt. Chúng ta phải cẩn trọng, tại vì có nhiều tay bây giờ coi như là thiền là não trái não phải mà họ vẫn dán mác là Phật giáo Nguyên Thủy như thường. Cho nên là hãy cẩn trọng cái chuyện mà chúng ta gắn nhãn như thế ha. Mà chúng ta phải xem coi là cái giáo lý đó nó có đúng chánh pháp hay không, có tương ứng với kinh, tương ứng với luật hay không. Đó, thì như vậy chúng ta sẽ tránh được cái chuyện là gắn nhãn. Cái gắn nhãn đó nó không có nên, và nó rất dễ gây ra sự hiểu lầm và cái sự sai lầm. Thì bây giờ á, sư không nói cái chuyện là Nguyên Thủy hay Phát Triển nữa, tại nó chỉ là cái nhãn thôi nha, nhớ giùm sư, nó chỉ là cái nhãn thôi, nhãn hiệu. Mà chúng ta xem á, kinh sách nào mà đúng lời Phật thuyết thì chúng ta giữ rồi chúng ta học, chúng ta hành theo. Còn cái gì cũng mang danh là kinh là sách mà không đúng chánh pháp, không có đúng lời dạy Thế Tôn, không tương ứng với kinh, không tương ứng với luật thì chúng ta có thể bỏ đi. Nhưng mà cái cách mình bỏ đi á, nó cũng cần phải kỹ. Nó giống như bây giờ mình mua mà nó trong mình mua lỡ một cái lô thuốc giả đi, mà cái lô thuốc giả này cái giá nó cũng hơi bị cao, giá cả cả 100 triệu thí dụ như vậy. Bây giờ sư hỏi quý vị nha, cái này là cái mà hồi xưa á, lúc mà sư đi tìm đạo á, thì sư có lên Phước Sơn thì người ta có cúng dường cho chùa đó một cái thùng sách giả, kinh giả, một cái thùng kinh giả. Sư mới nói bây giờ cái này chắc con đem con cho mấy cái chùa nào mà tụng mấy cái bài kinh này á, con đem con cho nghe. Thì ngài Tuệ Dũng á, mới hỏi sư như vậy nè: bây giờ á, nếu như mà người ta cho con một cái lô thuốc giả, mà cái lô thuốc này cái giá trị nó rất là lớn, nhiều tiền lắm, thì con nên làm gì với nó? Con đem con cho người khác hay là con làm sao? Thì tự nhiên sư biết phải làm cái gì. Thì quý vị cũng hiểu vậy đó. Cho nên á, là cái vấn đề là bây giờ nếu như nó là đồ giả ha, nhưng mà ở trong đó nó có chữ Phật, có chữ Pháp, có chữ Tăng. Thì do lòng kính tin đối với Phật, với Pháp, với Tăng, mình không thể nào để bất kỳ một cái tờ giấy nào có chữ Phật, chữ Pháp, chữ Tăng đó mà mình đi mình bỏ vô trong cái thùng rác hoặc cái nơi dơ bẩn thì nó không có nên. Cho nên là sư khuyên là mình nên đem đi đốt, giống như là mình hỏa táng vậy đó. Giống như thời Phật thì mình đi đem đi thiêu, mình hỏa táng, rồi tro cốt thì mình có thể mình rải xong các thứ, thì nó hợp lý hơn là cái chuyện bây giờ bỏ thì không có được, tại vì nó có chữ Phật ở trong đó. Còn mình đem mình cho thì như sư nói thuốc giả thì không có nên đem cho, giá trị cao cỡ nào cũng vậy thôi. Thành ra đó, tóm gọn lại là không nên gắn nhãn nha, là mặc nhiên cái gì mà cứ gắn cái mác Phật giáo Nguyên Thủy vô là mặc nhiên nó là chánh kiến, mà cái gì gắn cái mác Phật giáo Phát Triển vô mặc nhiên nó là tà kiến, thì không nên như vậy. Phải xem nội dung đó có đúng chánh pháp hay là không, rồi chúng ta xử lý theo đó ha. Rồi chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.